hỷ trong sự nhân từ của Chúa. Vì Chúa đã đoái thương cảnh hoạn nạn của con và biết nỗi sầu khổ của linh hồn con. Ngài đã đổi nỗi buồn rầu của con ra hoan lạc. Ngài mở áo tan con và thắt lưng con bằng sự vui mừng. Vì thế, linh hồn con ca ngợi Chúa và không nín lặng. Lạy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của con sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Amen. Chúng ta cùng nhau giơ cao đôi tay, dâng lời cảm tạ lên cho Ngài. Xin dâng Cha tạo ra muôn loài trái tim chân thành ghi ơn Ngài. Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay. Chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cảm tạ và những lời biết ơn từ trong tận đáy lòng của chúng ta, dâng lên cho Ngài về mọi điều mà Ngài đã làm trong cuộc đời của chúng ta. Oh,
chúng con hiện cùng Cha, chúng con hiện cùng Cha. Những kẻ được giải cứu, chúng con đến trường này, chúng con ngửa đầu lên với tất cả lòng tạ ơn. Chúng con chúc mừng Cha, chúng con phần vì Cha, chúng con phần vì Cha. Cảm tạ nhân từ Chúa, chúng con cảm tạ Ngài với Chúa đã giải cứu, đã vượt từ mọi sự sinh. Chúng ta vinh yêu Cha, chúng ta vinh yêu.
trong trang sức thánh chúng con đến trường ngài.
sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín của Ngài còn đến đời đời. Chúng con tin cậy Ngài là đấng luôn tốt lành trên cuộc đời của chúng con. Chúng con công bố rằng chúng con sẽ tin nơi sự nhân từ của Ngài đến đời đời vô cùng. Chúng con sẽ cảm tạ danh của Ngài về mọi điều mà Ngài đã làm trên cuộc đời của chúng con, bởi vì chúng con tin rằng điều đó thật là tốt đẹp và đẹp lòng Ngài nữa chưa. Chúng con tin rằng khi chúng con mở miệng cảm tạ Chúa thì Ngài sẽ có cớ đổ phước xuống cho cuộc đời của chúng con chưa. Chúng con cầu nguyện rằng khi chúng con bước đi trong chuỗi bóng chết, chúng con cũng sẽ chẳng sợ tai họa nào, bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng với chúng con. Chúng con không nhìn vào nghịch cảnh hay thuận cảnh của chúng con, nhưng mà chúng con sẽ mở miệng cảm tạ Chúa dầu hoàn cảnh có như thế nào đi nữa chưa. Bởi vì chúng con tin cậy nơi Ngài, cuộc đời của chúng con sẽ là một kết cục thật là tốt đẹp ở trong Ngài của Ngài Chúa. Hallelujah. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúng con vui mừng hớn hở, chúng con bình an khi chúng con ra mắt Ngài trong buổi sáng ngày hôm nay cùng với anh chị em của chúng con chưa. Hallelujah. Chúng con tin rằng những của lễ ngợi khen cảm tạ hết lòng sẽ đẹp lòng Ngài chưa. Xin khi dân sự của Ngài dâng lời cảm tạ Ngài với tận lòng biết ơn Ngài về mọi điều mà Ngài đã làm, thì Chúa Ngài sẽ đẹp lòng, Ngài sẽ mỉm cười, Ngài sẽ ban phước cho cuộc đời của chúng con chưa. Cảm ơn Ngài chưa. Hallelujah. Hallelujah. Chúng con không sao nói hết về những điều tốt lành mà Chúa Ngài đã làm cho cuộc đời của chúng con. Chúng con cũng không biết dùng những từ ngữ nào cho xứng đáng để diễn tả sự vinh quang và oai nghi của Ngài chưa. Chúng con sẽ tin cậy nơi Ngài, tin cậy nơi lòng nhân từ của Ngài, và chúng con nương náu nơi bóng cánh của Ngài chưa. Xin Chúa Ngài dẫn dắt cuộc đời của chúng con chưa. Chúng con biết rằng những kẻ ở thế gian này luôn tìm cách để chúng con xa nhà của Ngài, nhưng Chúa ơi, chúng con xin ăn năn với Chúa về những điều mà chúng con chưa trung tín trong nhà của Ngài. Xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con. Chúng con nguyện bước đi theo Ngài từ nay cho đến đời đời. Chúng con nguyện cảm tạ danh thánh của Ngài từ nay cho đến đời đời. Chúng con chọn thà làm người giữ cửa trong nhà Đức Giê-hô-va còn hơn là sống trong trại kẻ dữ chưa. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Vẫn còn một ngày an nghỉ Sa-bát cho con dân của Đức Chúa Trời. Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Cho nên chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không có một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương của những kẻ không vâng lời. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt đấng mà chúng ta phải khai trình. Lời Chúa ngài nhắc nhở chúng ta rằng hãy nỗ lực để bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nỗ lực để bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời. Để bước vào sự an nghỉ thật của Đức Chúa Trời, hãy gác lại mọi gánh nặng lo âu của chúng ta. Chúa nói rằng hãy trao gánh nặng của con cho Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ nâng đỡ con. Ngài sẽ chẳng bao giờ để cho người công chính phải bị rúng động. Chúng con tin cậy nơi Ngài Chúa. Giờ này tôi khích lệ anh chị em hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, trao phó gánh nặng của chúng ta lên cho Ngài. Hãy tra xét lại gánh nặng của đời sống của chúng ta đang là gì, hãy trao phó nó lên cho Ngài. Bởi vì Chúa là đấng sẽ nâng đỡ chúng ta, Ngài sẽ chẳng bao giờ để người công chính phải bị rúng động. Hãy dâng điều đó lên cho Chúa. Hiện giờ này tấm lòng của chúng ta hết lòng đến với Chúa, không có bất cứ một điều gì ngăn trở mối quan hệ của chúng ta.
Hỡi Chúa lắng nghe bao lời ngợi khen. Amen. Tiếng mời Chúa.
phải bị bẻ gãy chưa? Amen. Chúng con cầu nguyện rằng những đồ lưỡi của ma quỷ trong đời sống chúng con phải bị sụp đổ chưa? Amen. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời sẽ sống sung mãn trong lòng của chúng con. Amen. Để chúng con bước đi theo con đường công chính của Ngài. Amen.
Chúa.